what's left is right. Giờ em sẽ lên cái clip chè than cho anh chị em. Con này là cái con số 1 than truyền chống. À, chỗ rất là nhiều ha, thì nó đang ra lông đuôi, than truyền chống nha mọi người nhá. Mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ, không có bị lỗi. Nói chung là lông đuôi nó đang nhú ra thôi. Đó, chứ không phải là hàng bội mà cụt đuôi ha. Hàng bội cụt đuôi là cái đó liệt vô cái danh sách là hàng lỗi. Còn cái này là chim truyền, nó đang thay lông nha. Đó, nó đang ra lông đuôi. 250k nha, than truyền chống số 1 nè. Con này là than truyền chống số 2 nè. Con này là con số 2 ha. Con này thì nó ra lông cũng nhiều nhiều mọi người. Đó, nhiều nhiều mọi người. Con này nè, nhưng mà con này thì nó hơi yếu chút xíu. Em đang cho nó ăn dế với anh sâu nha. Đó, dế nè. Đó, do là hôm nay xe nó về trễ mọi người. Đó, dế sâu em thả dưới này, con số 2 ha. Đó, chút xíu nó tỉnh lại. Chút xíu nó tỉnh lại rồi tính sau ha. Đó, nó nhìn con dế lên ha. Rồi, đó là con số 2. Và tiếp theo con này là con số 3 nha. Đó, con số 3 này rất là to nè. Đó, lông đuôi nó cũng đang ra nha mọi người nha. Những cái hàng này là coi như là em luôn bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho anh chị em nha, không có bị lỗi nha. Đó, chỉ có cái tội là coi như là lông đuôi nó đang nhú ra thôi ha. Đó, than truyền chống đang chỗ lông nha mọi người nha. 250k một em nha. Mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ. Rồi. Cái con này là cái con chim, có người gọi chim bổi, có người gọi chim mép ha. Đó, đồng giá nha, 250k, con này con thứ tư nha. Đó, mua con này về phải nói rất là mau hot nè. Đó, coi cái nết của nó nè. Bao mau hot luôn nha anh chị em nha. Mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ, tướng rất là to dài ha, cánh xệ đuôi ben đó, y như chòe lửa luôn nè. Đuôi ben cánh xệ đó, đuôi lúc nào cũng cà giật đó, giống như thành nó mắc giật lắm. Rồi, đó là con số 4 ha. Rồi tiếp theo con này con số 5 à, con này số 5 rất là to ha. Con này rất to nha mọi người nha. Đó, tỉnh chưa? Đó, giống như bà Tưng vậy đó. Con này con số 5 nè. Đó, đang quay đang nói chuyện ở nhìn vô nó ngó này xem có anh trai nào hốt không nè. Đó, con này con số 5 nha. Rồi tiếp theo con này con số 6 than truyền chống bao xòe luôn nè. Đó, than truyền chống xòe rất là to nha. Đó. Con này thì nó rất là đẹp cho nên là cái giá nó cao nha mọi người nha. Giá là 350k nha. Đó. Xòe rất là to, than truyền chống. Rồi tiếp theo con than truyền chống hồi nãy là số 6 nha. Rồi tiếp theo con này con số 7 ha. Ở bữa nay về chim mép rất là to và đẹp ha, lông mới nè. Con này con số 7, con này bao mau hot luôn, đuôi xòe luôn nè. Đó. Ngực rất là đầy đặn nè. Đó, vai, lưng, ngực, cánh dài rồi này nọ ha. Đó. Ức xanh le giống như mấy con hút mật nữa Nhật Bản luôn, rất là đẹp ha. Con này là con số 7. Con số 8, bữa nay em đánh giá cảm quan của em á, là những cái lô chè than, những cái con chè than bữa nay về phải nói là nó sẽ rất là mau hot luôn nha mọi người nha. Con này con số 8 nha. Tất cả đồng giá là 250k, không bao ship nha anh chị em nha. Không bao ship nha. Đó, anh chị em ở tỉnh mua giúp em hai đứa nha. Đó, em mới giao ra nhà xe được nha. Con này là cái con số 8 nha. Đó. Nó chào màu coi như là bữa nay nó hết thời rồi nè. Đó, chuối mà để nó cong queo, cong khô lại luôn chưa gỡ ra được nữa mọi người. Rồi con này con số 8 nha. Đó, anh chị em thấy không? Rất là to ha, to dài, lông mới. Cái này chỉ việc về coi như là chăm cho nó căng lửa lên là chơi thôi. Đó. Con này con số 8 nha. Rồi tiếp theo. Số 9, hàng bao đâm. Đó. Rất chi là to và dài nha anh chị em nha. Đó, con này con số 9 nha. Bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho anh chị em nha, không có bị lỗi nha. Đó, rất là to nè, dài, thịt là dài, to, thịt là to. Mà giá thì lại rất là rẻ, do là bữa nay em bán hút mật nhiều lắm. Đó, hôm nay nó gửi cho em mười mấy con hút mật, lát xíu em tách ra nha mọi người nha. Con này con số 10, than chống số 10 nha. Đó, than chống số 10 nè, đó, đã chưa? Không biết sao, điện thoại bữa nay sao, nó không có lấy nét lại được mọi người. Rồi, lấy nét rồi, ok, ok, lấy nét rồi, con này lấy nét lại rồi ha. Đó, con này phải nói là nó sẽ rất là khó chịu ha. Những cái dòng như thế này anh chị em nào mà phải nói là cao tay lắm mới nuôi được những cái con này. Biết sao? Cái đầu của nó rất là trứng ha. Đó, con này con số 10 nè. Rồi tiếp theo. 11 than mái nha. Than mái là 100k nha, to khủng bố dài luôn nha. Đó, anh chị em có thể về nuôi sinh sản hoặc là về kích trống cũng rất là ok luôn nha. 100k một em nha. Số 11 than mái. 12 than mái luôn nè. Rất là to và hàng phải nói là cực kỳ luôn chứ đừng nói là to và rất ha. Cực kỳ to luôn. Đó, than mái, than chống. Đó, rất là to và dài. Đó, dám khẳng định với anh chị em luôn. Đây, con này số 12 nha. Rồi tiếp theo con này số 13. Than mái số 13. Những cái dòng này là chim mép không à mọi người. Hàng mép không à. Đây số 13 nè.
Rồi đó, mật ong mà định ra những cái con hút mật mà quên nữa nè. Đó, con này con số 13 nha, thanh máy số 13 nha. Đó, nước ở đây sẵn nè, sâu nè. Đó, anh chị em chịu khó về, nhớ để sâu dưới đáy lồng giúp em nha. Để sâu dưới đáy lồng giúp em và cho nó mấy con dế vô cho nó khỏe ha. Đó, do là chim rừng mới về chưa qua cám ha. Đó, mình cứ thả sâu, thả dế vô dưới đáy lồng á, để cho nó nhảy nó xuống ăn. Do là biết sao, chim nó mới, nó nhát đó mọi người, nó hay nằm dưới đáy lồng nó trốn, nó tìm một cái nơi nào đó nó an toàn đó, cho nên là thường nó hay nằm dưới đáy là vậy đó. Rồi để em không biết em có thời gian để em tách những cái con hút mật ra hay không nữa, nhưng mà hồi sáng anh chị em cũng coi sơ sơ rồi ha. Thôi bây giờ em sẽ up cái clip những cái con trà than này lên cho anh chị em ha, để cho anh chị em nào có nhu cầu giao lưu kết nối cứ alo cho em cái số điện thoại bên góc dưới màn hình nhé. Rồi đây là cái chuồng hút mật 5 màu bụng vàng đây, em sẽ quay cho anh chị em xem. Thì cái chuồng này để em đếm thử coi xem bao nhiêu là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Để em coi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Số kỳ gì đó? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con. 13 con nha, 13 con hút mật bụng vàng nha mọi người nha. Đó, hút mật bụng vàng nè, nách cam nào đó, lên lông nách rất là đẹp luôn nha. Đó, nách ra bông rồi. Những cái dòng này khi mà anh chị em mình nuôi chơi phơi nắng rồi cho nó hút mật rồi, rồi ăn cám rồi xong rồi phơi nắng rồi nhiều nhiều rồi này nọ cho nó ha, căng lên là coi như là nó chơi, là nó chém cánh là nó bung hai cái cánh cam, hai cái lông cam ở bên hai cái nách của nó ra rất là đẹp nha mọi người nha. Đó đây nè, rất là rẻ ha. Giá anh chị em nào mà mua một con nha, một con giá là 150k nha, mua hai con á thì giá là 120 con, mua 5 con thì giá là 100k một con nha. Rồi chương trình truyền hình đến đây là kết thúc rồi mọi người ơi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở cái video tiếp theo nha.